các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Pacific Airlines và Vasco vừa cho biết sẽ cung ứng 3 triệu chỗ, trong đó 2 triệu chỗ trên mạng bay nội địa và 1 triệu chỗ trên mạng bay quốc tế trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Số vé này được cung ứng trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Vé máy bay Tết đã bắt đầu mở bán từ hôm nay, 13 tháng 9. Để mua vé mức giá tiết kiệm, hành khách nên có kế hoạch đi lại, mua vé từ sớm và lựa chọn các khung giờ, ngày bay phù hợp.